Chào các thính giả thân mến, trong trăm ngàn kênh đọc truyện trên mạng vậy mà bạn lại thấy được video này của mình, đó là thông điệp của vũ trụ gửi đến chúng ta rất có duyên, còn chờ gì nữa mà bạn không bấm một like để ngày mai trúng số, cho một chia sẻ gia đình vui vẻ, sức khỏe dồi dào, làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió, cảm ơn bạn, mời bạn bắt đầu nghe truyện 261 chúng ta có hôn ước, người không thể vô cớ bội ước, cố tranh ăn đau, chậm rãi buông nhạc linh chi, đầu óc đã thanh minh một ít ta không phải đang nằm mơ không phải nhạc linh chi tức giận đẩy ra hắn ngươi không phải rất muốn biết bí mật của ta sao đây là bí mật của ta ta có một cái có thể tùy thân mang theo chỉ có ta chính mình thấy được người khác nhìn không thấy vượt điền không gian ngươi không có chết cũng không phải đang nằm mơ ở chúng ta mau rất đến đáy vực thời điểm là ta đem ngươi xả vào nơi này cố tranh trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn tiêu hóa không được nhạc linh chi nói những lời này ngươi không cần như vậy kinh ngạc bộ dáng ngươi nếu là không tin ta hiện tại có thể lập tức mang ngươi đi ra ngoài nói nàng liền lôi kéo cố tranh từ không gian ló đầu ra ra bên ngoài xem bọn họ vị trí hiện tại còn bảo trì ở cách mặt đất một mét nữa tả hữu nhưng này đối cố tranh tới nói ông nhạc linh chi an toàn nhảy xuống đi không là vấn đề đương cố tranh xác định chính mình đứng ở dưới vực sâu hơn nữa vừa rồi nhìn đến tình cảnh đã biến mất không thấy hắn cuối cùng minh bạch nhạc linh chi giải thích cho nên nói ngươi kỳ thật không phải phàm nhân ngươi là tiểu tiên nữ nhạc linh chi tưởng cười to ba tiếng nàng nếu là thật là tiểu tiên nữ thì tốt rồi ta như thế nào liền không phải phàm nhân ta bất quá là so với người bình thường nhiều một bí mật không gian nhưng dùng mặt khác sở hữu đều cùng người thường giống nhau còn không rõ a à này liền giống như ngươi giống nhau, ngươi có thể ở trong mộng biết sắp sửa phát sinh sự, đây là một loại đặc thù siêu năng lực, nhưng không thể bởi vậy nói ngươi liền không phải phàm nhân là đại tiên, ta có được không gian đâu, liền tính là có được một kiện bảo vật, người vẫn là phàm nhân một cái, cố tranh rốt cuộc cực cực đầu, ta đã hiểu, chính hắn là sống lại một đời người, đối này kỳ kỳ quái quái sự, tiếp thu năng lực vẫn là rất cường, hắn thậm chí trong lòng suy nghĩ hắn cùng linh chi đều xem như trời cao chiếu cố người hắn cùng nàng nhất định là trời cao tính tốt nhân duyên ngươi không gian là khi nào phát hiện liền ở ta bị người đẩy xuống sườn núi ngày đó ta ngã xuống vách núi đập vỡ cái trán xuất huyết quá nhiều hôn mê qua đi không biết như thế nào lại tỉnh lại sau lại ngươi cho ta độ chân khí ta cả người tinh thần liền thấy cái này không gian ngay từ đầu ta cũng tưởng ảo giác nhưng ta lại thật sự có thể từ bên trong lấy đồ vật ra tới, lại có thể lấy đồ vật đi vào, thậm chí ta chính mình cũng có thể đi vào, ta ngay từ đầu sở dĩ lựa chọn không nói cho ngươi, là lo lắng ngươi cho rằng ta là quái vật, ta khi đó kỳ thật đã nghĩ kỹ rồi, chỉ là tạm thời ở tại nhà ngươi, giúp các ngươi gia vượt qua cửa ải khó khăn, báo đáp ngươi ân cứu mạng, sau đó ta liền sẽ rời đi, ngay từ đầu, Đức Phi bọn họ muốn giết ta ta đã cho ngươi thêm rất nhiều phiền toái, ngươi còn kém điểm đáp thượng mệnh, hiện tại, lại có như vậy lợi hại người muốn bắt ta, ta tưởng, ta là thời điểm trời đi nhà các ngươi, cố tranh nghe xong, một tay đem nhạc linh chi xả đến trong lòng ngực. Ta không được ngươi rời đi ta, ta từ tiếp ngươi về nhà kia một thắc khởi, liền đem ngươi trở thành tức phụ, chúng ta có hôn ước, ngươi không thể vô cớ bội ước, nhạc linh chi đang muốn biện giải, cố tranh đột nhiên nhỏ giọng ngăn lại nàng, đừng nói chuyện, bọn họ tới, quả nhiên, bọn họ nghe được sột sột soạt soạt thanh âm. Nhạc Linh Chi nhanh chóng lôi kéo cố tranh tàn tới rồi bụi gai tùng, sau đó lại đem hắn xả tới rồi không gian. Như vậy, khi bọn hắn ló đầu ra đi nhìn lén bên ngoài động tĩnh khi, không đến mức bị người phát hiện, thật mau, khi hai cái nam nhân liền lại đây, kỳ quái, ta vừa rồi rõ ràng nghe đến đó có nói chuyện thanh, như thế nào sẽ không có người, dựa theo bọn họ nhảy xuống vị trí, cũng liền ở gần đây, chúng ta chạy nhanh tìm kiếm, chương 262 nàng nói cho chuyện của hắn, mỗi một cái chi tiết hắn đều có thể nhớ kỹ, hai cái nam nhân ở chung quanh tìm một vòng, không phát hiện người, lại đến hồi tại chỗ, từng người ngồi ở trên tảng đá nghỉ ngơi, thật là hảo kỳ quái, từ phía trên rơi xuống, bất tử cũng sẽ rớt một tầng da huống hồ nơi này quái thạch sang sát, bọn họ sao có thể sẽ không bị thương, nhưng chung quanh một chút dấu vết đều không có, việc này thật tà môn. Bọn họ tựa như hư không tiêu thất giống nhau, cái kia cố tranh, không nghĩ tới bản lĩnh còn rất đại, ở chúng ta mí mắt phía dưới, cư nhiên làm hai cái tiểu nải oa chạy, việc này truyền ra đi, về sau chúng ta không cần ở long đường lăn lộn, vấn đề mặt mũi đều là tiếp theo chủ yếu là chúng ta sau khi trở về như thế nào cùng chủ công đại nhân công đạo, dò xét đầu ra tới nhạc linh chi cùng cố tranh, đem hai cái nam nhân nói, một chữ không lậu toàn nghe được. Nguyên lai like này hai tên gia hỏa đến từ Long Đường, nguyên lai like bọn họ nguyện trung thành với một cái gọi là chủ công người, nhạc linh chi đầu lùi về không gian, cố tranh đi theo liền nhìn không tới bên ngoài, hắn thử dùng đôi tay tưởng lột ra kết giới, nhưng một chút dùng đều không có. Nguyên lai nàng cái này không gian, nếu nàng không muốn, hắn không chỉ có nhìn không thấy vào không được, hơn nữa vào được chính hắn còn đánh không khai, thật là thần kỳ, so với hắn sống lại một đời còn muốn thần kỳ. Nhạc Linh Chi hỏi Cố Tranh, hiện tại là lập tức giết bọn họ, vẫn là tiếp tục nghe lén bọn họ nói cái gì, Long Đường là một cái cái quỷ gì, ở trong không gian nói chuyện, lại lớn tiếng đều không sợ nàng cảm thấy long đường khẳng định không phải giống nhau ban hội, nàng đến một lần nữa suy xét giết hay không bọn họ. Cố tranh trầm tư nói cho nàng, theo ta được biết, long đường sở hữu thành viên, đều chỉ nghe lệnh với lịch đại hoàng đế, bọn họ có tự thành nhất thể huấn luyện phương pháp, mỗi người võ công cao cường, có thể đánh thiện chiến, bọn họ tự xuất đạo mà đến, trước nay đều không có ăn qua lỗ nặng, trên giang hồ người, vô luận chính đạo hắc đạo, cũng không dám trêu chọc bọn họ. Lần đó hoàng đế bị hoàng thúc bức vô thoái vị, cũng là vì thu mua long đường bên trong người mới có thể làm long đường gặp bị thương nặng. Nhưng tuy là như thế, long đường người vẫn là đem hai cái hoàng nhi đưa ra ngoài cung, hơn nữa đưa bọn họ lộng tới an toàn địa phương. Ta hoài nghi bọn họ trong miệng chủ công, là lúc ấy chạy ra hoàng cung kia hai cái hoàng nhi hậu đại chỉ có ở vào địa vị cao người mới dám tự xưng là chủ công chiếu như vậy xem, giang hồ nghe đồn 30 năm trước lần đó bạo động, khi hai cái hoàng nhi hậu đại đã tử tuyệt, này tin tức tuyệt đối là giả, là có người cố ý thả ra sương khói, ta thậm chí hoài nghi, việc thành sở gia gia chủ, cưới hai cái hoàng nhi hậu đại Việt này, cũng là có người cố ý tiết lộ đi ra ngoài, vì chính là che giấu cái kia chủ công tồn tại. Nghe cố tranh điều trị rõ ràng mà phân tích một phen, nhạc linh chi bừng tỉnh đại ngộ, cho nên, vẫn luôn tưởng bắt ta cái kia là chủ công, mà không phải việc thành sở gia, Cố Tranh lắc đầu, cũng không thể như vậy khẳng định, ngươi lần trước thực ta nói, ở Phượng Hoàng Sơn muốn bắt ngươi chính là hắc y nhân, hơn nữa bọn họ trong miệng nói chính là chủ tử, mà không phải chủ công, hiển nhiên là hai đám người, Nhạc Linh chi thầm khen một tiếng, Cố Tranh tiểu tử này quả nhiên lợi hại, nàng nói cho chuyện của hắn, mỗi một cái chi tiết hắn đều có thể nhớ kỹ hơn nữa có thể liền lên cùng nhau phân tích chúng ta đây hiện tại là giết người vẫn là không giết người bọn họ ở minh nàng ở trong tối mặc cho bọn hắn võ công lại cao nàng cũng có thể giết bọn họ bất quá giết bọn họ có cái gì hậu quả vẫn là muốn suy xét một chút cố tranh quyết đoán lắc đầu tạm thời đừng giết bọn họ lại thám thính một chút bọn họ nói cái gì hảo đi nhạc linh chi đang có ý này hai người lại ló đầu ra đi Chương 263 Long đường đường chủ, hai cái nam nhân vẫn như cũ ngồi ở trên tảng đá không đi, bọn họ đã đem trên mặt bố vạch trần, là hai cái 40 tuổi tả hữu trung niên nhân, tướng mạo không sai biệt lắm, không phải song bào thai chính là thân huynh đệ, cũng là kỳ quái, chủ công vì cái gì muốn đột nhiên bắt cái này tiểu cô nương, ta cũng không quá minh bạch, không phải là muốn nắm được nàng, áp chế Âu Dương lão tướng quân, ta phỏng chừng không phải là như vậy. Âu Dương gia cái kia lão đầu nhi tính tình, ngươi lại không phải không biết, năm đó sự, chủ công bọn họ bắt con của hắn làm con tin, hắn còn không phải không có thỏa hiệp, nhi tử cũng chưa dùng, một cái biểu tiểu thư hữu dụng, ta mới không tin, kia vì cái gì muốn mắc nàng. Còn nói vô luận ai che chở nàng đều giết chết bất luận tội, cũng may Âu Dương lão nhân người không ở bên người nàng, bằng không chúng ta liền tướng quân phủ cùng nhau đắc tội, đừng nghĩ này đó, bọn họ hòa thượng chạy được miếu đứng yên, chúng ta đi nhà hắn thủ chính là, nghe đến đó, nhạc linh chi lần thứ hai đem đầu lùi về không gian, cần thiết đến giết bọn họ, nếu bọn họ đi cố tranh gia, rất có khả năng họa tập hắn đệ muội cố tranh nói, đối. Ngươi tụ tiễn ống đâu, nhạc linh chi đem tụ tiễn ống cho cố tranh, phi đao cùng tụ tiễn đồng loạt tập kích, bảo hiểm một ít. Nhưng bọn hắn lần thứ hai ló đầu ra khi, lại phát hiện tình huống có biến. Hai trung niên nam nhân trước mặt nhiều một người, chính lạnh lùng mà nhìn bọn họ. Người này ước chừng 60 tuổi tả hữu, mang đấu lạp, ép tới rất thấp, nhưng nhạc linh chi bọn họ góc độ, vừa vặn có thể thấy rõ ràng hắn tướng mạo. Hắn hiện tại nếu không phải tức giận bộ dáng, hắn ngày thường hẳn là một cái ôn văn nho nhã lão nhân. Hai trung niên nam nhân nhìn đến người tới, hoảng sợ, sau đó song song đứng, tất cung tất kính từ trước đến nay người hành lễ, Hùng Đại, Hùng Nhị, nhị gặp qua đường chủ, Nhạc Linh Chi thiếu chút nữa phun cười. Này hai tên gia hỏa cư nhiên là này hai cái tên, được xưng là đường chủ người lạnh lùng hỏi, các ngươi tới đây làm gì? Hùng Đại Hùng Nhị không dám giấu giếm, thành thành thật thật trả lời, phụng chủ công chi mệnh, tiến đến tróc nã tướng quân phủ biểu tiểu thư Nhạc Linh Chi, đường chủ vẻ mặt nghiêm khắc, hắn nhưng có cùng các ngươi thuyết minh vì sao muốn tróc nã nàng, Linh Chi ngốc, chẳng lẽ cái này đường chủ cũng không biết, bọn họ chủ công muốn bắt nàng mục đích. Hắn thậm chí liền này hai cái thủ hạ ra tới làm cái gì cũng không biết, hắn cái này đường chủ cũng làm đến quá không xứng chức, chỉ nghe Hùng Đại Hùng nhị nhược nhược mà trả lời, hắn chưa nói, chúng ta cũng không rõ lắm, đột nhiên bạch bạch hai bàn tay vang, Hùng Đại Hùng nhị các bị đường chủ một cái tác, một bên mặt nhanh chóng sưng khởi khóe miệng còn chảy ra máu tươi, nhưng bọn họ chút nào không dám phản kháng, cái gì cũng không biết dưới tình huống ai cho các ngươi tới bắt người. Tuy nhiên còn muốn đem che chở nàng người, giết chết bất luận tội, làm sát kẻ vô tội, hùng nhị biện bạch là chủ công ý tứ. Lúc ấy đường chủ ngươi lại không ở, chúng ta liền nói còn chưa dứt lời, hùng nhị bên kia mặt lại ăn đường chủ một cái tác, đường chủ tức giận đến bốc hỏa. Ông nhã khuôn mặt cũng vì này vặn vẹo, ta và các ngươi nói qua bao nhiêu lần. Long bài không có xuất hiện phía trước, chúng ta hiện tại chức trách chỉ là bảo hộ sự an toàn của hắn, cũng không nghe theo hắn bất luận cái gì sai phái, chẳng lẽ các ngươi đã quên. Hơn 30 năm trước, chúng ta Long Đường tổn thất còn chưa đủ thảm sao, nếu không phải niệm ở các ngươi cha, lúc ấy Liều mình bảo vệ Long Đường tiểu chồi non nhóm. Ta hiện tại liền có thể trị các ngươi làm lơ đường quy tội, long đường đường quy, không trải qua đường chủ đồng ý, tự mình nghe theo người khác sai khiến, phạm phải giết người cướp của chi tội, thân là đường chủ, có thể đương trường đánh giết bọn họ. Chương 264 các ngươi không đáp lời, ta coi như các ngươi không có bị thương. Hùng Đại Hùng Nhị thấy đường chủ sinh khí thành cái dạng này, lại dọn ra đường quy, sợ tới mức không ngừng đổ mồ hôi lạnh song song quỳ rạp xuống đất đường chủ chúng ta biết sai rồi đường chủ cũng không có đi kéo bọn hắn lên nhưng sắc mặt hòa hoãn một ít lúc trước phái các ngươi đi bên người bảo hộ hắn đã minh bạch nói cho các ngươi các ngươi chỉ cần hộ hắn an toàn không cần nghe theo hắn mặt khác sai phái có một số việc khả năng các ngươi còn không rõ lắm chúng ta long đường đối bọn họ này một mạch đã nhân nghĩa đến tận tiền tam mười mấy năm ở không biết bọn họ trong tay có long bài dưới tình huống, hộ bọn họ hơn 30 năm, hơn nữa bởi vì lần đó bạo động, long đường lại một lần bị tai họa ngập đầu, sau hơn 30 năm. Ở biết bọn họ trong tay cũng không có long bài dưới tình huống, chúng ta còn hộ bọn họ hơn 30 năm, nhưng là, đời trước đường chủ đã phát quá thề, nếu long bài vẫn luôn không xuất hiện, chúng ta long đường nhiều nhất chính là hộ hắn an toàn kiên quyết sẽ không lại nghe hắn mặt khác sai phái, chúng ta đã biết, không bao giờ sẽ như vậy hồ đồ, đường chủ tự hồ tha thứ bọn họ, tiếp theo truy vấn bọn họ vừa rồi phát sinh sự, hùng đại hùng nhị không dám giấu giếm, đem chuyện vừa rồi một năm một mười toàn bộ nói ra, nghe được cố tranh ôm nhạc linh chi từ trên vách núi mặt nhảy xuống, lại tìm không thấy bọn họ tung tích, đường chủ giật mình, thật sự là như thế, hùng đại hùng nhị gật gật đầu, tuyệt vô hư ngôn chúng ta là tận mắt nhìn thấy bọn họ nhảy xuống chúng ta cũng lập tức xuống dưới tìm nhưng thật sự chưa phát hiện bọn họ tung tích bọn họ thậm chí liền dấu vết cũng chưa lưu lại đường chủ trầm tư lại đột nhiên triều nhạc linh chi cùng cố tranh ẩn thân địa phương nhìn lại nhạc linh chi hoảng sợ chạy nhanh lùi về không gian cái này đường chủ thật là lợi hại bọn họ vẫn không nhúc nhích chỉ lộ đôi mắt ra tới vẫn là bị hắn phát hiện hiện tại còn giết hay không bọn họ, nhạc linh chi thực rối rắm, giết bọn họ lúc sau, vô cùng có khả năng sẽ ở trên giang hồ nhất lên sóng to gió lớn, cố tranh lại kiến nghị nhạc linh chi lại đi nhìn xem bên ngoài tình huống, lần này nhạc linh chi chỉ khai một cái tế phùng, vừa vặn có thể nhìn đến bên ngoài, cái kia đường chủ cũng không có lại đây sưu tầm bọn họ, lại khẳng định bọn họ liền giấu ở nơi đó. Ta là Long Đường Đường chủ Long Nhan, xin hỏi các ngươi chính là nhạc tiểu thư cùng cố công tử, nhạc linh chi cùng cố tranh tự nhiên là không trả lời hắn. Hùng đại hùng nhị tắt vẻ mặt không thể tin tưởng, nếu bọn họ thật sự giấu ở nơi đó, kia bọn họ quy tức công sợ đã luyện đến lô hỏa thuần thanh, bọn họ huynh đệ hai người ở chỗ này ngồi lâu như vậy, cũng chưa phát giác bọn họ tồn tại, liền đường chủ đều là hiện tại mới phát giác. Long Nhan vẫn như cũ chưa từng có tới sưu tầm, mà là tiếp tục buông thân phận dò hỏi các ngươi từ như vậy cao nhảy xuống nhưng có bị thương nếu bị thương nói ta lược hiểu y thuật có thể cho các ngươi xem một chút các ngươi không cần lo lắng cho ta là ngoa các ngươi ra tới ta dùng ta đầu người đảm bảo ta tuyệt không sẽ thương tổn các ngươi nhạc linh chi cùng cố tranh vẫn như cũ không nói lời nào long nhang bất đắc dĩ chỉ phải nói các ngươi không đáp lời Ta coi như các ngươi không có bị thương, sau đó hắn lại thế hùng đại hùng nhị xin lỗi, thực xin lỗi hai vị, toàn nhân ta quản giáo không nghiêm, mới làm hai vị vô cớ bị kinh hách, nếu hai vị thật sự không bị thương, chúng ta đây hiện tại cáo từ. Long Nhan từ trong lòng ngực lấy ra một cái bình thuốc nhỏ, đặt ở trên tảng đá, đây là tuyết liên đan, ăn có thể giải trăm độc, nội lực bị hao tổn cũng có thể nhanh chóng khang phục, người thường dùng nhưng kéo dài tuổi thọ sau đó hắn lại lấy ra một khối kim bài, đồng dạng đặt ở trên tảng đá, đây là chúng ta long đường kim bài lệnh, cầm này lệnh bài, nhưng làm chúng ta long đường vì các ngươi làm một chuyện, chương 265 liền tính muốn đăng báo triều đình, bọn họ cũng muốn trước đào một thùng, này hai dạng đồ vật, là chúng ta long đường cho các ngươi nhận lỗi, long nhang nói xong, liền mang theo hùng đại hùng nhị rời đi, thi triển kinh công trong chốc lát liền không thấy. Nhạc Linh Chi rất tò mò, bọn họ lưu lại đồ vật, Cố Tranh nói cho nàng, nghe nói Long Đường Lịch đại đường chủ đều là y thánh, có thể y người chết, dục bạch cốt, bọn họ bí chế Tuyết Liên đang càng là nhất tuyệt, không chỉ có có thể giải trăm độc, còn có khởi tử hồi sinh chi hiệu, giang hồ nghe đồn, thiên kim khó cầu một cái, Nhạc Linh Chi không quá tin tưởng, trên tảng đá kia một bình nhỏ, sợ có mười mấy viên, chiếu người nói như vậy chúng ta chẳng phải là đã phát một tuyệt bút tiền của phi nghĩa, cố tranh tiếp tục nói, quý trọng nhất kỳ thật vẫn là kia khối kim bài lệnh, nghe nói toàn bộ long đường, chỉ có tam khối như vậy lệnh bài, long đường nói là làm, chỉ cần cầm lệnh bài giả xuất hiện, lên núi đao xuống biển lửa, bọn họ cũng không chối từ, a à, chúng ta đây này nhảy dựng, chẳng phải là được mùa. Ta đây chạy nhanh đi đêm này hai bảo bối thu hồi tới cố tranh cũng không ngăn trở nhạc linh chi, hắn tra xét ra chung quanh cũng không có người, long nhan bọn họ xác thật rời đi. Nhạc linh chi nghiêm túc xem xét kim bài, kim bài chính diện khắc có một con rồng, mặt trái khắc có long đường hai chữ, nàng đem kim bài đưa cho cố tranh, vàng nhưng thật ra vàng, liền không biết có phải hay không giả tạo lệnh bài, cố tranh tiếp nhận kim bài, hai mặt lật xem, khẳng định nói, lệnh bài không giả. Người cũng khẳng định không giả nhạc linh chi kinh ngạc hỏi ngươi như thế nào như vậy khẳng định lệnh bài không giả ngươi như thế nào hiểu được nhiều như vậy này đó đều là ngươi ở học viện học được cố tranh lắc đầu học viện sao có thể học mấy thứ này là nhà ta có một quyển sách bên trong có chú giải còn có hình ảnh nhạc linh chi càng thêm kinh ngạc là viết tay bổn vẫn là in ấn bổn thế giới này đã có in ấn thuật bất quá là tương đối cổ xưa cái loại này Long đường như vậy thần bí tổ chức, giới thiệu bọn họ thư, không nên bốn phía in ấn mới đúng, nhưng cố tranh trả lời là in ấn bổn, hắn lập tức lại bổ sung, ta biết ngươi ở kinh ngạc cái gì, kỳ thật ta cũng kỳ quái, nhà ta như thế nào sẽ có như vậy thư, nhưng vấn đề này, ta đã không biết hỏi ai, ta cũng là gần đoạn thời gian, sửa sang lại gia gia cha đồ vật khi phát hiện, nhạc linh chi lại là bừng tỉnh đại ngộ, Cách không được ngươi tưởng điều tra rõ ngươi thân thế, như vậy một quyển sách xuất hiện ở nhà ngươi, là ta ta cũng đến ra. Nàng một bên nói chuyện, đã một bên mở ra bình thuốc nhỏ, một cổ thanh hương phát mũi, làm người vui vẻ thoải mái, này thứ tốt tuyệt đối là giả không được. Nàng cao hứng mà đếm một chút, vừa vặn là 12 viên, ước chừng một tá nga. Long Đường Đường chủ cũng thật hào phóng, cố tranh lại có chút tiếc núi bộ dáng nguyên bản cho rằng đối la khung sơn cảm thấy hứng thú chỉ là một cái việc thành sở gia hiện tại lại nhiều ra tới một cái chủ công còn dắt ra long đường đủ phức tạp tam hổ đại ca bọn họ đi kinh thành cũng đã nhiều ngày lại không thấy bọn họ trở về tin cũng không có mang một phong nếu âu dương tướng quân biết còn liên lụy tới cái kia chủ công chỉ sợ hắn sẽ phản đối chúng ta giữ được la khung sơn la khung sơn vàng rốt cuộc cùng chúng ta vô duyên nhạc linh chi nhìn hắn ngươi rất muốn những cái đó vàng cố tranh hỏi lại nàng ngươi không nghĩ muốn tưởng a à. khẳng định tưởng nếu không phải muốn những cái đó vàng nàng đều còn không tính toán bại lộ không gian cố tranh đây là cố ý đem nàng một quân tưởng cùng nàng tự mình đi đào vàng cố tranh quả nhiên ánh mắt tinh lượng chúng ta đây ngày mai liền đi la khung sơn nhạc linh chi gật gật đầu ta đang có ý này có vàng không đào đó là đồ ngốc liền tính muốn đăng báo triều đình, bọn họ cũng muốn trước đào một thùng. Chương 266 hắn ý nghĩ càng ngày càng rõ ràng, kỳ thật tam hổ lục hổ nói muốn xin chỉ thị Âu Dương tướng quân sau, nhạc linh chi liền đoán được kết quả. Lấy Âu Dương tướng quân tính cách, hắn khẳng định sẽ phản đối bọn họ trong lén lúc đào thải vàng. Một phương diện, hắn là Trung Hoàng Phái, trong lén lúc đào thải vàng là xúc phạm luật pháp sự, hắn khẳng định không tán thành về phương diện khác hắn là thanh liêm phái sẽ cho rằng tư đào vàng là ăn trộm tiền tài bất nghĩa quan trọng nhất chính là hắn vẫn là một cái lấy đại cục làm trọng người tư đào vàng loại này sẽ liên lụy chính tộc sự hắn sẽ không làm cho bọn họ đi mạo hiểm nàng tuy rằng không có cùng tướng quân phủ công khai nhận thân nhưng người trong thiên hạ đều biết hoàng đế cũng biết tạ thần lại là âu dương tướng quân muốn bảo người bọn họ nếu là xảy ra chuyện nhất định liên lụy đến tướng quân phủ nàng liền càng không cần phải nói nhạc linh chi sớm đã có tư đào vàng tính toán bất quá muốn bại lộ nàng không gian nàng vẫn là suy xét đã lâu thẳng đến chiều nay bọn họ bị hùng đại hùng nhị bức cho cùng đường cố tranh tiểu tử này lại như vậy chấp nhất nhất định phải che chở nàng nàng mới quyết định chỉ nói cho cố tranh một người hẳn là không có việc gì nhưng cứ như vậy nàng cùng cố tranh liền thật sự khó với tách ra tìm một cái gần nhất mặt đường địa phương ở cố tranh dưới sự trợ giúp nhạc linh chi bò lên trên mặt đường lúc này thiên đã bắt đầu đen nhạc linh chi hỏi ngươi nói bọn họ có phải hay không thật sự rời đi cố tranh nói còn không có a à, bọn họ vì cái gì còn không rời đi cố tranh giải thích nói bọn họ khẳng định còn phải đi về nhìn xem kim bài cùng tuyết liên đan chúng ta có hay không lấy, nếu là không lấy, bọn họ đến thu hồi đi, này hai dạng đồ vật, cũng không thể dễ dàng dừng ở ở trong tay người khác, thì ra là thế. Chúng ta hiện tại, chẳng phải là ở bọn họ giám thị bên trong, cố tranh lắc đầu, giám thị đảo không đến mức, Long Nhan nhìn dáng vẻ là cái nói là làm người, bọn họ hẳn là sẽ không lại đến bắt ngươi, bọn họ tới ta cũng không sợ, bất quá chính là sợ liên lụy ngươi cùng ngươi đệ muội cố tranh nhìn nàng lời này sai rồi ta có một loại cảm giác cái kia chủ công đối ta so đối với ngươi càng thêm không hữu hảo hắn chỉ là phái người tới bắt ngươi nhưng lại làm kia hai tên gia hỏa đem che chở người của ngươi giết chết vô luận hắn là làm rõ muốn giết ta a à, ngươi liền tính rời đi bọn họ cũng giống nhau sẽ đến đối phó nhà ta hắn ý nghĩ càng ngày càng rõ ràng cái này chủ công vô cùng có khả năng, nương bắt nhạc linh chi chuyện này, trước đem hắn giết chết, tóm lại, kiếp trước giết hắn những cái đó hắc y nhân, không phải việc thành sở gia, chính là cái kia chủ công người, hắn muốn đối mặt địch nhân là như vậy cường đại, hắn không trộn đào ra một ít vàng, bồi dưỡng một ít thuộc về hắn thế lực, hắn lấy cái gì cùng bọn họ đấu, nhạc linh chi suy nghĩ một chút, cảm thấy cố tranh phân tích vẫn như cũ có chính hắn cố chấp, tính bất hòa hắn biện luận chuyện này, vẫn là cùng hắn thảo luận một chút ngày mai đi La Khung Sơn sự. La Khung Sơn thổ phỉ đầu lĩnh phong kinh dương, cho bọn họ một trương ngân bài, bọn họ nếu ngày mai đi, mang lên ngân bài đúng rồi ám hiệu sau, bảo hộ cầu treo những người đó, liền sẽ làm cho bọn họ thông qua. Tới rồi thổ phỉ oa sau, bọn họ có thể lừa phong kinh dương, bọn họ là tới hái thuốc, sau đó bọn họ liền có thể ở tại thổ phỉ trong ổ. Đi sớm về trễ đào vàng, có thể đào nhiều ít là nhiều ít, cố tranh nói, liền như vậy làm, sau đó hắn ngồi sổng xuống thân mình, ta cõng ngươi trở về, nhạc linh chi có chút do dự, cố tranh giải thích nói, như vậy có thể mau chút về đến nhà, chậm, bọn họ lại nên lo lắng. Vậy được rồi, nhạc linh chi lúc này mới ghé vào hắn trên lưng, cố tranh cổng lên nàng sau, đột nhiên đem nàng hướng lên trên vứt một chút, ngươi so với phía trước trọng chương 267 nếu kết bái huynh đệ, liền phải lấy thành tương đãi sáng sớm hôm sau, cố tranh liền nói cho đệ muội nhóm, ta và các ngươi linh chi tỷ muốn đi ra ngoài một chuyến, nhiều thì 4 năm ngày, chậm thì 2-3 thiên, hắn lại lấy một phong thơ cấp cố vũ, nếu tam hổ đại ca bọn họ trở về, ngươi đem này tin cho bọn hắn liền có thể, cố ánh truy vấn bọn họ, đại ca, linh chi tỷ các ngươi đến tục cùng đi nơi nào. Nhạc Linh Chi nói: "Chúng ta đi rất xa địa phương hái thuốc, nơi đó địa thế có chút nguy hiểm, ta yêu cầu các ngươi đại ca che chở mới dám đi, cho nên Cố Vũ, chúng ta liền không mang theo ngươi đi." Nguyên bản vẻ mặt chờ mong Cố Vũ, thất vọng cực kỳ. Linh Chi tỷ mỗi ngày đều có việc quấn thân, khi nào có rảnh dạy hắn y thuật a? Ai, nàng hiện tại ngay cả đi hái thuốc cũng không mang theo hắn đi." Cố Tranh nói: "Ngươi trách nhiệm là xem trọng tiểu muội." nhớ rụt những cái đó dược liệu công hiệu cùng đặc tính, không được lười biến. Nhạc Linh Chi cũng tỏ vẻ, quá mấy ngày chúng ta sau khi trở về, ta liền giáo ngươi diêm kim. Cố vũ lúc này mới cao hứng lên, vang dội mà trả lời, ta đã biết, các ngươi chú ý an toàn, đại ca ngươi nhất định phải hộ hảo Linh Chi tỷ, ngàn vạn không thể làm nàng có việc. Cố tranh cùng nhạc Linh Chi thuận lợi tới rồi la khung sơn. Phong Kinh Dương thấy bọn họ, cao hứng hỏng rồi tam đệ tam đệ muội mau trong phòng thỉnh ngày đó biết các ngươi bị tập kích ta đều lo lắng vốn định lập tức rời núi đi xem các ngươi đại ca truyền tin tiến vào nói các ngươi đều không có việc gì làm ta đừng rời núi ta cũng thật sự đi không khai lúc ấy thổ phỉ oa cũng không yên ổn tả quải tử tuy rằng bị hắn không tiêu diệt nhưng hắn những cái đó thủ hạ có chút tội không đến chết cũng có chút là thân bất do kỹ tổng không thể lập tức toàn diệt rớt, như vậy sẽ làm mặt khác huynh đệ yêu vài câu cửu cửu gia, nhưng là như vậy buông tha bọn họ, lại quá tiện nghi bọn họ, dù sao cũng phải sử chút thủ đoạn làm cho bọn họ thuyết phục, cho nên phong kinh dương không dám đi, đến tọa trấn thổ phỉ oa, cố tranh nói, chúng ta là thật sự không có việc gì, chính là đại ca toàn thân là thương, bất quá, cũng là vết thương nhẹ. Nhị ca không cần lo lắng đột nhiên cùng phong kinh dương như vậy, tuổi đại hắn rất nhiều giang hồ nhân sĩ xưng huynh gọi đệ, cố tranh vẫn là có chút không thói quen, nhưng hắn mặt ngoài tận lực không có biểu lộ ra tới, nếu kết bái huynh đệ, liền phải lấy thành tương đãi phong kinh dương cùng tạ thần nhân phẩm cũng không có vấn đề gì, hắn tin tưởng chính mình sẽ cùng bọn họ dung hợp ở chung, cố tranh thuyết minh ý đồ đến. Phong Kinh Dương lập tức tỏ vẻ, dược liệu không cần các ngươi tự mình đi đào, chỉ cần các ngươi cấp cái hàng mẫu, ta làm thủ hạ huynh để ban các ngươi đi đào mấy đại sọt trở về, các ngươi bồi nhị ca ăn ăn uống uống liền hảo, nhạc linh chi hơi hơi mỉm cười, này đó dược liệu, chúng ta cần thiết chính mình đi đào, bởi vì chúng ta đào chính là dược liệu hệ rễ, nếu mượn tay với người, thực dễ dàng đem bên cạnh thực vật giống nhau rễ cây cùng nhau đào trở về. Nếu bên cạnh thực vật vừa lúc là có độc, vậy đại sự kiện, chữa bệnh dược liệu liền sẽ biến thành trí mạng độc dược, nói nữa, liền tính bên cạnh thực vật không có độc, cùng nhau đào sau khi trở về, nếu sử dụng, cũng sẽ ảnh hưởng dược hiệu, nghe nhạc linh chi này một hồi giải thích, phong kinh dương cười ha ha, chiếu ngươi nói như vậy, ta thật đúng là không dám làm cho bọn họ giúp các ngươi, bọn họ đều là một ít thô hán tử, nhưng không như vậy cẩn thận, kia hành, vậy các ngươi liền chính mình đi đào đi, tưởng đào bao lâu đều có thể, ăn trụ bao ở nhị ca trên người, xong rồi ta làm thủ hạ huynh đệ ban các ngươi vận đi ra ngoài, cố tranh nói, hảo. Ta ở chỗ này trước đa tại nhị ca, phong kinh dương một chút đều không có hoài nghi cố tranh bọn họ, cũng không phái người đi theo, nhưng bọn hắn hai cái vẫn là nhiều một cái tâm nhãn, xác định không ai nhìn bọn họ. Bọn họ mới ẩn vào cái kia đi thông kim sơn đường nhỏ chương 268 chúng ta đại nạn không chết, tất có hạnh phúc cuối đời, thực mau bọn họ liền chui vào hang động đá vôi, cố tranh điểm cây đuốc, tìm được nhất khoan địa phương, nơi đó kim mạch nhất hiện, động bích vàng tươi, không cần cây đuốc cũng có thể thấy được, cố tranh lấy ra hắn kia đem chém sắt như chém bùng đoạn đao. Nhạc Linh Chi cũng từ không gian lấy ra một ít phụ trợ công cụ, cố tranh vận dụng nội lực, trong tay đoạn đao mau đến giống như chạy bằng điện cắt cơ giống nhau, làm người xem thế là đủ rồi. Thực mau, hắn liền cắt bốn khối gạch vàng ra tới, nhạc linh chi vui rạo rực đem chúng nó nhặt tiếng không gian. Cả buổi chiều, cố tranh không có ngừng lại, nhạc linh chi cũng không dừng tay, đem gạch vàng nhặt tiếng không gian, lại tiến vào không gian đem chúng nó mã thành một cái hình chữ nhật. Một cái buổi chiều chiến tích, gạch vàng mã thành hình chữ nhật ước chừng có cả hai cùng tồn tại phương mễ. Nhìn trong không gian ánh vàng rực rỡ một đống lớn, nhạc linh chi mặt mày hớn hở, cũng có chút tiếc nuối. này không gian nếu là lại khoan chút thì tốt rồi, khi nàng chuẩn bị đào đủ 10 ngày, đem gạch vàng đôi một cái hai ba mươi mét khối kim sơn. Ha ha ha, mỗi ngày đều nhìn cảnh đẹp ý vui, trời tối thời điểm. Cố tranh cùng nhạc linh chi gấp trở về ăn cơm chiều, sáng sớm hôm sau bọn họ lại xuất phát. Cả ngày thời gian, kim đôi thể tích nhiều 2 phần 3, ước chừng có 6 mét khối tả hữu, hắc hắc, đây cũng là một tòa tiểu kim sơn. Ngày thứ ba sáng sớm, bọn họ lại cổng dược sọc xuất phát, còn chưa tới mục đích địa, bọn họ liền trợn tròn mắt. Ngày hôm qua còn cao cao chót vót kim sơn, trong một đêm, thành một uông hồ nước, những cái đó kim mạch kim khối, hết thảy trầm tới rồi hồ nước phía dưới, nhạc linh chi vỗ vỗ ngực, lòng còn sợ hãi chẳng lẽ kim chân núi hạ là một tòa mạch nước ngầm bởi vì nào đó nguyên nhân khiến cả tòa kim sơn đều hãm đi vào đáng sợ chính là phát sinh lớn như vậy mà hãm lại vô thanh vô tức cũng may là buổi tối hạ hãm cũng may bọn họ không có khai làm đêm nếu là hạ hãm thời gian vừa vặn bọn họ ở bên trong đào vàng như vậy thật là không dám tưởng đi xuống cố tranh mọi cách khó hiểu đây là có chuyện gì kim sơn như thế nào sẽ vô thanh vô tức ngầm hãm như thế nào sẽ biến thành một cái đại hồ hắn trong đầu hoàng nguyên kiếp trước trải qua quá sự hắn nhớ rõ cố khánh sinh lấy ra kim đà tử không giống như là hắn cắt ra tới gạch vàng như vậy thuần là cái loại này tiểu kim sa trải qua đơn giản tinh luyện mà thành kim đà tử hắn mới vừa phát hiện kim mạch thời điểm còn tưởng rằng chính mình nhớ lầm nguyên lai hắn cũng không có nhớ lầm đó chính là nói này tòa kim sơn tại hạ trầm phía trước, cũng không có bị bất luận kẻ nào phát hiện. Kiếp trước những người đó phong bế lên trong lén lúc đào thải mỏ vàng, không phải ở chỗ này, mà ở một cái khác địa phương, hoặc là liền ở gần đây. Hắn phỏng chừng kia chỉ là mỏ vàng mà thôi, tuyệt đối sẽ không tái xuất hiện ánh vàng rực rỡ hang động đá vôi. Cố tranh thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng may bọn họ đã cắt đến cũng đủ nhiều gạch vàng, cũng may bọn họ không có bị rơi vào đi như vậy liền tốt nhất bất quá tới bọn họ không cần lại chịu trách nhiệm bị tru chính tộc nguy hiểm tới đào vàng cũng không cần hướng triều đình đăng báo phát hiện kim sơn sự nhạc linh chi nhịn không được hỏi hắn quy chẳng lẽ ngươi có thể mơ thấy kim sơn lại mộng không đến kim sơn sẽ trầm xuống cố tranh có chút xấu hổ ta xác thật không có mơ thấy đây là ta sai vạn hạnh chính là chúng ta tối hôm qua cũng không có lại bên trong nếu ở bên trong, xác định vững chắc chạy không ra, nhạc linh chi xì một tiếng cười, tính, ngươi đừng tự trách, cũng không phải ngươi sai, ngươi lại không thể khống chế ngươi mộng, chỉ có thể nói là chúng ta mạng lớn, cố tranh nhỏ giọng nói, chúng ta đại nạn không chết, tất có hạnh phúc cuối đời, hy vọng đi, chúng ta đây hiện tại còn có đi hay không bên hồ xem, cố tranh lắc đầu, không đi, không có gì đẹp, vạn nhất quanh thân lại đến một lần mà hãm. Chương 269 đối với tam hổ lục hổ nói dối, nàng không hề gánh nặng, nhạc linh chi cùng cố tranh đào hai bối sọc dược liệu trở về, lại ngoài ý muốn gặp phải tam hổ lục hổ. Nguyên lai bọn họ là tối hôm qua đến, ở cố tranh gia ở một đêm, nhìn cố tranh để lại cho bọn họ tin sau, bọn họ hôm nay sáng sớm, lại chạy tới La Khuôn Sơn. Bọn họ trên tay không ngân bài, chỉ có thể là chờ bọn họ thông báo phong kinh dương là phong kinh dương tự mình tiếp bọn họ quá cầu treo, bọn họ đem Âu Dương tướng quân tin cấp nhạc linh chi xem. Âu Dương tướng quân quả nhiên không đồng ý bọn họ tư đào vàng, hắn chủ trương đăng báo triều đình, bởi vì La Khung Sơn liền trước mắt tới xem, là cái thị phi nơi, đào vàng dễ dàng, vận ra tới khó, thổ phỉ trong ổ ngư long hỗn tạp, vạn nhất bị phát hiện, Chu chính tộc liền không đáng, tinh trung còn phụ thượng một vạn lượng ngân phiếu, nói là cho cố tranh. Nhạc Linh Chi cười thầm, quả nhiên bị nàng đoán trúng, Âu Dương tướng quân khẳng định là không đồng ý tư đào vàng. Hắn thậm chí có điểm sinh cố tranh khí, cho rằng cố tranh muốn mang theo nàng làm nguy hiểm sự, hắn khả năng cũng nghĩ đến cố tranh yêu cầu bạc, cho nên cho hắn một vạn lượng ngân phiếu. Nhạc Linh Chi trực tiếp đem tin cùng ngân phiếu cho cố tranh, cố tranh nhìn tin, mặt có chút đỏ lên, đem ngân phiếu trang hồi âm phong, đưa cho tam hổ ngân phiếu còn cấp âu dương tướng quân ta không cần mặt khác thỉnh chuyển cáo hắn tưởng tư đào vàng sự xác thật là ta thiếu suy xét về sau sẽ không lại có chuyện như vậy phát sinh làm hắn yên tâm ta sẽ coi linh chi so với chính mình sinh mệnh còn trọng nhạc linh chi ngạc nhiên coi nàng so với hắn sinh mệnh còn trọng thiệt hay giả nàng bởi vậy nhìn về phía cố tranh phát hiện hắn ánh mắt cực nóng mà nhìn nàng hình như là muốn nàng minh bạch hắn tâm ý. Này. Nhạc Linh chi xấu hổ quay mặt đi, Cố Tranh đây là có điểm sợ nàng rời đi hắn, rốt cuộc nàng đã nói phải rời khỏi nhà hắn lời nói, hắn khả năng cũng có chút sợ Âu Dương tướng quân giận hắn, sẽ đem nàng mạnh mẽ mang về kinh thành rời đi nhà hắn. Tam Hổ Lục Hổ còn không biết Kim Sơn đã không còn nữa tồn tại, bọn họ hưng phấn mà nhỏ giọng cùng Nhạc Linh chi Cố Tranh thương lượng chúng ta ở đăng báo triều đình phía trước lại đào một ít vàng ra tới giống lần trước giống nhau dùng dược sọc trang mang đi ra ngoài nhạc linh chi giả bộ tiết núi bộ dáng các ngươi đến chậm kim sơn đã không có tam hổ lục hổ không tin ngươi vui đùa cái gì vậy cố tranh nói không nói giỡn không tin các ngươi đi xem tam hổ lục hổ quả thực chạy tới xem lật qua một ngọn núi sau nhìn đến kim sơn bị một ung hồ nước thay thế bọn họ cũng là ngốc tiện đà hối hận đến muốn mệnh a a a chúng ta sớm một chút trở về thì tốt rồi đây là khi nào phát sinh nhạc linh chi nói liền ở tối hôm qua vô thanh vô tức liền trầm đi xuống tam hổ lục hổ liền càng thêm hối hận sớm biết rằng chúng ta liền sớm một ngày đến như thế nào cũng có thể đào nhiều mấy chục cân ra tới nhạc linh chi đón đầu một gáo nước lạnh bác tỉnh bọn họ các ngươi nếu là sớm một ngày tới cũng có thể trầm đến phía dưới đi, các ngươi nên may mắn hôm nay mới đến." Tam Hổ ngượng ngùng mà cười, nói được cũng là, "Vậy các ngươi ngày hôm qua có hay không đi đào?" Nhạc Linh chi cướp trả lời, "Đào a." Bất quá giấu ở phụ cận, cùng nhau bị chìm xuống, chúng ta hiện tại liền quanh thân cũng không dám đi, vạn nhất lại phát sinh hạ hãm nói, liền mệnh đều khả năng không có." Đối với Tam Hổ Lục Hổ nói dối, nàng không hề gánh nặng nàng hiện tại có điểm tưởng không rõ cố tranh, lúc trước mơ thấy nơi này có kim mạch, nên một người tới tìm, hoặc là chỉ mang nàng tới, làm gì muốn cho tam hổ lục hổ biết, hắn chẳng lẽ không biết, thêm một cái người biết liền nhiều một phần phiền toái, tam hổ lục hổ trước sau là Âu Dương tướng quân người, có chuyện gì đều cho rằng muốn cùng tướng quân thương lượng, chương 270 là ngươi trước sau đều là ngươi. Lúc trước cố tranh nếu chỉ nói cho nhạc linh chi một người, nàng khả năng sẽ trước tiên nói cho hắn nàng có không gian sau đó bọn họ sẽ trước tiên trộm đi đào vàng như vậy trong không gian gạch vàng liền sẽ hơn không ngừng bất quá hiện tại gạch vàng cũng đủ nhiều nhạc linh chi cũng không lòng tham nàng chỉ là không rõ thông minh cố tranh có đôi khi cũng rất xuẩn tại đây sự kiện thường, cố tranh kỳ thật cũng không xuẩn hắn mở đầu cho rằng nơi này chỉ là mỏ vàng là yêu cầu rất nhiều nhân lực đi đào thải đi qua lự sau đó mới có thể tinh luyện thành kim đà tử muốn tự mình đào vàng tất nhiên muốn rất nhiều người biết hắn cũng liền không dối gạt tam hổ lục hổ bọn họ bởi vì hắn muốn mượn dùng tạ thần bọn họ lực lượng mà bảo khó giữ được trụ tạ thần còn muốn âu dương tướng quân lên tiếng hắn chỉ là không nghĩ tới âu dương tướng quân sẽ phản đối chuyện này hắn cũng không nghĩ tới đánh la khung sơn chủ ý người còn có kia hai cái hoàng nhi hậu đại may mắn Linh Chi có không gian, mới không đến nổi tiếc núi. Tam hổ hai tay một quán, cái này đảo bất việc, cũng không dùng tới báo triều đình. Lục hổ cảm khái nói, này thật sự là ứng một câu cách ngôn, là ngươi trước sau đều là của ngươi, không phải ngươi, liền tính ngươi thấy được sờ đến, cũng còn sẽ biến mất. Từ la khung sơn trở lại cố gia thôn, thiên đã hoàn toàn đêm đen tới, cố tranh không nghĩ tới chính là, tam hổ lục hổ cư nhiên nói, ngày mai muốn mang nhạc linh chi đi kinh thành. Hắn sắc mặt khẽ biến, ta đều nói, ta về sau sẽ không lại trí nàng với nguy hiểm bên trong. Tam hổ vội vàng giải thích, ngươi hiểu lầm tướng quân ý tứ, lần này là bởi vì Thái hậu nương nương phượng thể thiếu an, sở hữu ngự y đều chẩn bệnh quá, đều tìm không thấy phương pháp trị liệu hảo nàng. Hoàng thượng nghe nói linh chi tiểu thư y thuật cao minh, hắn liền cấp Âu Dương tướng quân hạ miệng ý chỉ muốn hắn mau chóng tiếp linh chi tiểu thư đến kinh thành cho thái hậu nương nương nhìn bệnh âu dương tướng quân thân là thần tử không hảo không chịu quân mệnh hắn ngay từ đầu cũng giải thích quá nói linh chi tiểu thư tuổi thượng tiểu y thuật cũng không có trong lời đồn như vậy lợi hại nhưng hoàng thượng vẫn là kiên trì muốn nàng tiến cung âu dương tướng quân không có biện pháp cho nên mới lệnh chúng ta tiếp nàng hồi kinh âu dương tướng quân cũng không có nói quá muốn linh chi tiểu thư vẫn luôn ở tại kinh thành nói cố tranh sắc mặt lúc này mới có chút hòa hoãn nhạc linh chi lại nhíu mày là ai hướng hoàng thượng tiến cử ta liền sở hữu ngự y đều y không tốt bệnh lại tiến cử ta đi này không phải rõ ràng muốn hại ta sao muốn nhìn đến ta trị không hết thái hậu nương nương bệnh hoàng thượng trị ta tội tam hổ nói âu dương tướng quân phái người đi tìm hiểu qua nói là thái tử điện hạ có lẽ sự tình đều không phải là linh chi tiểu thư tưởng như vậy thái tử điện hạ khả năng chỉ là tưởng hắn thái hậu nải nải sớm ngày khang phục hoàng mệnh không thể trái nhạc linh chi thực không tình nguyện đáp ứng rồi đi kinh thành cố tranh lấy ra đặt ở trong mật thất kim khối nói muốn bốn người chia đều tam hổ lục hổ vội vàng xua tay liền đặt ở ngươi nơi này chúng ta lần trước mang theo một tiểu khối hồi kinh trên đường tao ngộ tập kích chúng ta sợ đến muốn mệnh chúng ta chết không sao cả vạn nhất kim khối bị phát hiện xác định vững chắc sẽ liên lụy đến các ngươi cho nên mấy thứ này vẫn là đừng cho chúng ta dễ dàng xảy ra chuyện cố tranh nói ta đây trước giúp các ngươi bảo quản ngày hôm sau nhạc linh chi đem cố tranh kéo đến thư phòng ta trong không gian vàng có phải hay không trước đặt ở nhà ngươi trong mật thất mặt mới bảo hiểm cố tranh lắc đầu không cần đặt ở ngươi trong không gian mặt càng bảo hiểm. Nhạc Linh chi đậu hắn, vạn nhất ta không cẩn thận mất mạng, ngươi liền giỏ tre mút nước công giả tràng. Nào biết cố tranh lại đem nàng xả tiếng trong lòng ngực. Ta không được ngươi nói hưu nói vượng.